Xin kính chào quý vị, hiện nay là 18 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2016. Và clip này cũng ngắn thôi, chúng tôi đang quay cảnh đang hoàn thiện bộ Louis 9 thứ cho một khách hàng. Cái bộ này thì chúng tôi đã bán cho khách rồi, nhưng mà hiện nay là khách cũng nóng ruột vì là khách đã ký duyệt và hàng chừng nửa tháng nay nhưng mà vẫn chưa thấy xong. Và các bác cũng lo là sợ Đức Hiền thì bán nhiều và đơn vị bán nhiều sợ bận rộn thì quên. Nhưng thưa quý khách là chúng tôi không quên, nhưng mà cái lượng hàng nhiều cho nên là phải giải quyết từ từ. Và lại là cái này là làm đánh thủ công cho nên không thể vội, không thể nhanh được. Và cái bộ Louis này thì là lại rất nhiều chi tiết và rất hiểm hóc, cho nên là đây hiện nay là một cái chiếc ghế đang phải vật nằm xuống kiểm soát từng ly từng tí một. Hiện nay chúng tôi đã đánh xong hai chiếc ghế dài và đã đưa ra xưởng sơn rồi. Nhưng còn ở đây vẫn còn bốn chiếc ghế đơn. Đây, mỗi một chiếc ghế đơn đây. Chiếc này đã đánh xong phần mộc. Mình đi xem. Và đây ghế vẫn còn nguyên chiếc ký của gia đình đây. Ngoài ra chúng tôi đang hoàn thiện bộ ghế lô mun cho một khách hàng khác. Bộ ghế mun da báo rất đẹp. Quay gần cái ghế này để quý vị xem. Đây là một chiếc ghế đã đánh xong phần mộc. Ghế Louis là một cái mẫu kinh điển và tất cả các cái chi tiết, các cái thanh gỗ này không một thanh nào là thẳng hết, thanh nào cũng cong. Đủ các bề các chiều luôn và chân là cong vắt, cho nên có những đơn vị nào mà làm cố tình làm giảm cái độ cong đi để cho bớt nguyên liệu là không chuẩn mẫu. Còn tại sao cũng là gọi là cái Louis nhưng không phải đơn vị nào cũng làm để đạt cái dáng kinh điển như thế này. Còn đây là chiếc bàn, chưa hề có một ghế nào mà chân cong vắt vẻo như thế này, cong đúng như hình chữ S luôn. Và nói đến đồ gỗ mỹ nghệ thì mọi người phải nhắc đến đây là một trong những cái mẫu đáng kể. Nếu mà nói về kỹ thuật hàng ngang và kỹ thuật đục chạm, nói về kiểu dáng của nó là một trong những kiểu dáng đứng đầu. Tuy nhiên chính vì kiểu dáng quá vắt vẻo cho những cái nhược điểm ngược lại của nó là nó lại không có một cái sự đồ sộ hoành tráng như là những cái bộ cột 10, cột 12. Bởi vì tất cả các chi tiết đây đều nhỏ gọn và bản thân chiếc ghế nó cũng không lớn. Có khách hàng cứ hỏi tôi là nếu mà đặt cái bộ nó lớn hơn có được không, nhưng mà chúng tôi không nhận. Quan điểm của tôi là theo trường phái bảo thủ, với những mẫu kinh điển thế này là tuyệt đối chúng tôi không có chữa mẫu một tí nào hết, cứ nguyên bản gốc mà làm. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm và xin quý vị truy cập vào đồ gỗ đức hiền.com hoặc là điện về kỹ sư Đức số 0984666999. Bên kia là khu B của chúng tôi. Hoặc là quý vị có thể gửi tin nhắn vào số máy trên hoặc gửi những cái hình ảnh để hỏi theo Zalo của tôi. Số Zalo Viber của tôi là 0967666111. Đức Hiền xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những clip sau.